Xin chào bác, hôm nay trời tuyết như này đây thì đi ra quán đồ cũ để em mua cho hai bác hai bộ loa Boss 201. Trước em gửi đồ về cho anh Kiên ở Thái Bình rồi. Ok rồi thì có một anh ở bên Nhật này cũng bảo em mua một cái nữa, và một anh bạn của anh Kiên Thái Bình đấy, thấy loa ngon quá. Đấy thì test ok quá thì cũng bảo là mua cho một đôi luôn. Ui, thế hôm nay thì tiện cuối tuần, nay có trời nắng lên rồi nhưng mà tuyết vẫn còn đường rất là nhiều, các bác có thể thấy được. Trời xe đạp thì lách lách để đi được thôi, thì phải đi xe đạp ra để chở nốt hai đôi loa cho các bác. Không thì đã hẹn với các bác mua rồi, các bác gửi tiền cho em rồi mà đi mua không đi thì không được. Thế nên tranh thủ đi để mua gửi sớm về Việt Nam cho các bác dùng. Và còn một anh ở bên Nhật này thì em mua xong sẽ gửi xuống dưới tỉnh dưới kia cho anh luôn. Thì xong thì để mà hôm nay có một rủ một anh bên ký túc xá anh đi anh chở cho cùng 12 đôi, thì một mình đi xe đạp thì không chở được, đi xe đạp toàn đi siêu xe. Đấy, thì một mình không thể chở được hai đôi nên là phải đi hai người mới chở được. Đây em sẽ đi ra quay cho các bác luôn mấy cái loa Boss mới nữa để các bác cùng tham khảo nhé. Các bác, hôm nay em ra quán đồ cũ mua thì cái loa Boss này thì có một cái trái thì ai đã mua mất rồi, thì còn lại cái đấy thôi. Đấy, hai cái một cái phải ai mua, còn hai cái trái thôi. Thế mới đâu bốn đôi mà bốn cái bây giờ còn ba cái nhưng mà ba cái đều bên trái hết nè, trái này đấy. Thế nên là ngay chừng là hơi căng ở đây. Thế sang quay tặng cho các bác xem đây. Đây là cái con 101 MMG, con này giá 3,5 triệu con à, đắt nhỏ tí nhưng mà đắt hết. Đây là đây con 201 này, một con này, hai con này, ba con này, 33, 35 và 34 này, ba con là series sát nhau. 34 này. Đấy, 33 này. 35 này, nhưng mà còn một con nữa thì nó nằm mất đâu. Xem bên này. Xem bên này quay tạm cho các bác mấy con Boss khác đi. Đây có một con Boss 101 MM này. Cái này có giá 2,4 triệu một đôi nhá, không phải một con nhá. 2,4 triệu khá đắt nhỉ, bảo hành 6 tháng, sản xuất năm không có. Con này là Boss cái bát thôi, con này một mình nó là 3 triệu rồi một đôi nhé, một con thôi trong game. Con đây là một con bộ Boss khác này, con này khá đẹp nhưng sao không thấy bác nào nhờ mua con này cả. Có thì em lấy ngay nhưng mà không có con nào, à không có bác nào nhờ mua, là Boss 2121. Chắc con này nghe không hay hay thế nào đấy, có giá 3 triệu mà đắt hơn con 1201 kia, sao không ai mua nhỉ, không ai hỏi nhỉ, 3 triệu mà. Đấy, đây là mấy con Boss nhỏ gần đây, bên này còn đối nữa sao này. Đây Boss 120 này, con này thì có giá là 900.000 một con à, sao là một con à, con đắt thế, một con mà 900.000 rồi. Đấy thì đã mấy con Boss thì giờ nó thật các bác là ra Tết người ta mua nhiều hết rồi, chắc là đám anh em nước ngoài về quê mang về. Đây có nhiều bác hay hỏi em là mấy con JBL thì em quay luôn cho này. JBL con này 6,8 triệu gì đấy, đây JBL S3HC đấy. Thế này thì vậy là đi tìm cái con Boss nhưng mà lại hết mất rồi. Thế bực chứ nhỉ, anh kia anh thì chuyển tiền mất rồi, đấy là phải chế chuyển trả lại cho anh đấy. Anh ấy ở bên Nhật này thôi, có một anh ở bên Nhật mua trả tiền rồi, mà anh ấy bảo là đi chuyển tiền rồi nhưng mà em vẫn chưa thấy phiếu gửi đến, nhưng mà đã bảo đi gửi tiền thì chắc là gửi tiền thôi, thì không có gửi thì em vẫn mua về vì người khác sẽ lấy. Thì có nhiều anh em ở Việt Nam dặn mà nên em cũng không lo gì cả mà. Có một anh trước anh gì ở Thái Nguyên, anh ở Thắng ở Thái Nguyên, anh ấy bảo là lấy cho anh cái đôi cái con Infinity này về anh làm bên loa trong nhà, bộ loa phòng tủ khách. Còn đồ anh ấy có chơi mấy bộ to lắm. Con này giá nó là khoảng tầm 32 triệu gì đấy, đấy tiền này nhân lên thì hiện tại chắc phải 32 triệu. Infinity con này em quay trước rồi ấy, nhưng mà tiền anh Thắng anh hỏi thì em sẽ quay lại một lần nữa. Con này cấp 8.2115A series 25A, 8.2i 1.2 series 25A, giá mới là 38 triệu, khoảng tầm 80 triệu đồng, và giá cũ khoảng tầm 32 triệu đồng đấy.
cao này. Con này nó cao là nó không phải ghi kích thước của nó ở đây, nhưng mà xuất lực của nó ở nhập lực 300W. Đấy, quay xa cho bác coi. Cạnh nó có mấy con này, các bác tiện xem luôn nhé. Đấy, cao này mà. Nó gần bằng giá mà. Đấy, JBL thì mấy bác hỏi JBL thì em cũng có quay rồi, nhưng mà tiện quay lại cho bác coi này. Anh này anh ra anh coi cho thấy. Thế ba. Nó nó speaker posture, nó speaker một cái bạn. Đây có speaker posture. Spare knife cả. これ全部1個ずつ。うん、そうね。1つ。うん、それも1つですね。今左、左みんな左か。そうですね。じゃあ、スペアナイスね。ペアはないですね。ああ、残念残念。 Sau khi em đã xác nhận với anh khách, anh ở dưới Okayama, Nhật Bản đấy thôi, thì anh ấy bảo là vẫn lấy một đôi cùng bên như thế này. Đấy thì cũng rất là tiếc không có cùng một cặp để lấy cho các anh đấy cho nó trọn vẹn, nhưng mà lại nó hơi bị lạc. Thì giờ có ông là ông lấy mất một cái rồi, thì giờ còn ba cái thì mình chấp nhận là lấy một đôi thôi. Đôi cùng bên trái vậy, thì khách yêu cầu thế thì em vẫn sẵn sàng em lấy, em trở về thôi. Đấy, thì em sẽ múc đôi này lên để thanh toán nốt đưa về, để chiều nay sẽ đi gửi cho anh đấy. Đây các bác ơi, em vừa tìm được một cái dàn bot mini đẹp quá. Đây này, con dàn này bot RA15DVA15 AM5 3 là mã này, bảo hành 6 tháng. Con này có 5 triệu rưỡi, hơn 5 triệu rưỡi đấy. Nó tính 5 rưỡi cho tròn, có 2 la con này. 2 la con này là có 4 cái đấy. Đấy, tray này, đấy. Thấy không? Bác thấy không? Hai cái, bên này hai cái. 5 triệu rưỡi tròn nhá, tĩnh tròn cho dễ nhá, dễ còn hơn vài trăm. Này, bên này có loa cái ở đó này. Có dây điều khiển các thứ này, rất nhiều thứ rồi, đầy đủ hết. Bộ này bác nào lấy thì ok đấy, rất là đẹp. Chở được, sẽ đạp nhưng cố gắng chở cho bác. Đấy. 5 triệu rưỡi tròn, chắc là nó nặng đấy, con này nhưng mà vận chuyển nó khá nặng. Cái cục này xem nào, cục này nó để nó tầm chục cân rồi, hơn rồi mấy cái này, hai cái này nữa hơn chục cân nữa, nó chắc. Về Việt Nam thì nó tiền vận chuyển nó khá cao. Đây một bộ nhá, bộ này các bác này, xem cái hình này. Em quay kỹ lại cho các bác xem này. Bảo hành 6 tháng, con này thì số series cũ bên góc này, số series này, số sản phẩm ấy. Bên đây là tiền này, bên cạnh đây đang có một bộ loa khác, bộ này thì chắc là bộ nghe máy tính nhỉ. Yeah. Con này 2,7 triệu gì đấy, Boss Campion 3, con này chắc là máy tính nha các bác, chắc là ít nghe thôi. Bảo hành 6 tháng. Đấy. Có hai bộ đấy. Tiện thì có một bác có hỏi là mua một cái QS10, nhưng mà QS10 em tìm không thấy các bác thông cảm. Còn một con Denon 2000. 2000 đâu nhỉ? Con 2000. Đây. Con 2000 này thì sáng nay con anh nhắn tin hỏi là bao tiền, thì con này về Việt Nam thì nó giá của nó là khoảng tầm hơn 8,2 triệu, 8,4 triệu gì đấy này, tiền này thì bảo hành 6 tháng. Mà con này nặng lắm, to này về 30 cân thì về Việt Nam chắc là cũng phải là lên đới đường biển mất 1 tháng, thì nó phải mất tầm 3,5 triệu trên phí ship, chưa kể ship ở bên này. Nên là con này đắt nên em khá là ngại, nặng lắm. Thật là như thế. Còn có một con bên ông 390 trước em cũng khá kết, đang định mút, còn đấy giá nó có chưa đầy 2 triệu tiền Việt Nam bên này, chưa đầy 2 triệu tiền Việt Nam mà nó hơn 10 cân, nên nếu mà mua dùng thì được, nhưng vận chuyển về, nếu mà mua khách mua thì vận chuyển về nó hơi đắt. Còn có mấy con sân xui 707 này, sân xui 607 đầu kia, chứ có bác nào hay có, trước em quay rồi nhưng mà không biết là các bác có thể chưa xem sao. Vẫn hỏi em là có không thì đấy, em vẫn quay lại cho bác xem lần nữa. Con chui AU 607X này, bán 6 tháng. Con này cũng tầm 8,2 triệu tiền Việt, chưa kể các thứ nhé. Đấy. Đầu tiên một con đấy, con đây một con, hết rồi. Đây trước có 3-4 con nhưng mà chắc là đợt Tết nhiều người lấy đấy. Đợt này ít hơn nhiều. Đây, bộ bot này là được nhiều bác hỏi này. Đây là bộ bot 321 này. Đây. Con này giá là 3,8 triệu nhé.
À, trước nó cũng có một món bảy mấy sao nhỉ, cái này lên giá nhỉ, nó là 3,8 triệu mà bảo hành 6 tháng, và hai là con trên này à, năm sản xuất 2005 thôi, rất là đẹp. Máy quay xa là 3000 này, acoustic tập module này đấy. Đây bên này là có một con robot nhỏ, con này để lo máy tính, máy tính mà tí tí nó dài mà em cứ tưởng nó bé lên sau này. Ui trời, những cái tấm phản, ui trời, con này là 4 triệu nha bác, 4 triệu, con này 2012, con này chắc khá nặng, con này này, được nó vận chuyển giúp mình đấy, đấy, nặng này nó vận chuyển giúp mình. Đây, chỗ này có mấy con đen đông các thứ, JBL. Đấy, em xin kết thúc video này, đi mua loa cho các bác. Đây, rất tiếc là định mua 2 đôi nhưng mà rủ cả bạn đi chợ rồi nhưng mà lại mua được có 1 đôi. Rồi em xin phép kết thúc video để đi về ạ. Đây là hành trình của anh em đi mua loa, giờ nhét túi ni lông vào để đi. Thôi đi về thôi. Đấy, nhờ anh em đi chợ cùng. Rồi, xin chào các bác nha. Đấy, bác em đã mua cái đôi loa này về. Thì như bác nãy em quay có 3 cái ở cửa hàng, 3 cái đều cùng bên trái. Tuy nhiên thì em gọi điện cho anh khách nhà anh ở dưới Okayama, cũng ở Nhật thôi. Thì anh ấy ok đồng ý lấy 2 cái cùng bên trái được, vì âm thanh thì nó cũng là như nhau mà. Thì em lấy 2 cái có chữ Boss hết. Thì 2 cái cùng bên, nhưng trước lại cho anh Kiên Thái Bình thì cái bên trái nó cái này nó bị rơi mất. Tuy nhiên thì cũng không sao lắm, cái này chỉ là cái sắt thôi mà. Thì anh kia đã cũng đã gửi tiền cho em xong, và sáng nay thì em đi lấy. Thì em đã lấy đôi này về cùng với em có đi mua một số thứ khác. Thì hôm nay em sẽ gửi xuống dưới Okayama cho anh luôn, coi như là cái tiền ship thì anh ấy sẽ chịu dưới đấy, còn tiền hàng anh ấy và tiền hàng và tiền công thì anh đã gửi cho em xong. Ok, thì xem xin cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và gửi tiền trước cho em để em đi mua hàng. Thực ra hôm nay đi rất là mệt, trời tuyết tạt xe rất là nhọc, và phải nhờ hai anh em đi cùng để chở cho được cái loa và một số đồ khác về. Thực ra lấy công của anh em một vài sen 300-400 nghìn thì nó không đáng gì, nó ở Việt Nam thì nó cũng khá to, nhưng bên này thì vài ba sen nó không là gì cả, bên này cả nó rất là nhỏ. Nhưng mà thì tuy nhiên mình cứ làm dần dần thì cũng không sao cả. Thì cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng là được rồi. Còn các bác muốn liên hệ với em thì có trên cái hình bìa hình Facebook em này, có cái kênh này, ở dưới góc đây có một cái link, thì em sẽ đứng ở đây rồi, các bác ấn vào đấy. Còn nếu nhắn tin em được thì gọi điện trực tiếp cho em luôn. Nhiều bác nhắn tin quá, thực ra một ngày em nhận được hàng chục tin nhắn của các bác. Nhiều lúc sáng mai ngủ dậy thấy hàng chục tin nhắn không trả lời, thì các bác bảo comment vào Facebook là sao anh nhắn tin anh comment không thấy trả lời, không thấy em phản hồi. Tuy nhiên là nhiều quá thì các bác cũng thông cảm. Các bác nào mà thấy em đã trả lời Facebook ấy, thì tốt nhất chủ động gọi điện em gái luôn. Còn gì xong đấy thì ok, em nghe điện thoại xong lần sau sẽ nhắn tin cho nó dễ hơn. Nên xin cảm ơn tất cả bác đã luôn ủng hộ và xem kênh của em. Xin cảm ơn tất cả bác nhiều. Nếu mà có yêu thích hoặc là có hứng thú thì chia sẻ cho em một cái video để cho nhiều bác biết hơn, để có thể là đưa được những cái hàng nó chất lượng tốt hơn về Việt Nam cho anh em dùng. Xin cảm ơn tất cả bác, em xin kết thúc video ạ.